Xót xa hoàn cảnh hai chị em ruột bị chính cô ruột sợn tóc vì không chịu lấy chồng. Ngày 4 tháng 10, Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang đã làm rõ vụ việc hai chị em ruột là BTMD, 18 tuổi và BTMT, 16 tuổi, ngụ tại xã Hòa Hưng, bị cô ruột cắt tóc nham nhở. Theo thông tin từ báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với nội dung hai cô gái bị người cô ruột ép lấy chồng, không nghe lời bị cắt tóc tác động giữa đường. D và T là hai nhân vật bị cắt tóc trong đoạn clip. Những hình ảnh trong clip cho thấy một người phụ nữ vừa cắt tóc cháu gái, vừa lớn tiếng nói, cháu tao nè, tao sởn nè. Kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy, qua mối quan hệ cá nhân, bà H có ý định sắp xếp cho cháu gái là D kết hôn với một nam thanh niên 26 tuổi ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Hồi tháng 8 vừa qua, D được cô ruột đưa đến thành phố Cần Thơ chơi, tạo điều kiện tiếp xúc với thanh niên nói trên để tìm hiểu nhau. Ngày 8 tháng 9, D quay về nhà tại xã Hòa Hưng và chuẩn bị đám cưới theo sắp xếp của bà H vào ngày 11 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên sau đó, D không muốn làm đám cưới nữa. Theo trình bày của D, trong thời gian sống ở Cần Thơ, cô từng nghe mẹ ruột của nam thanh niên nói cưới xong sẽ đưa đi Campuchia. D lo sợ bị bán ra nước ngoài nên không muốn kết hôn và bỏ đi lang thang, rồi vào làm thuê cho cơ sở ở gần nhà. Đến ngày 24 tháng 9, hay tin em gái là T bị cô ruột dùng kéo sợn tóc, D tìm cô ruột và hai người cãi nhau. Sau đó, D dẫn theo em gái đến nơi mình đang làm việc. Bà H đi theo la mắng, cự cãi to tiếng. Theo thông tin từ Vietnamnet, bà H cho rằng chủ cơ sở nơi D đang làm việc có hành vi chứa chấp người trái pháp luật, lấy danh nghĩa là cô ruột. Bà H yêu cầu chủ cơ sở trao trả D và T nhưng không được đồng ý. Sau đó bà H đã dùng kéo sợn tóc của D trước sự chứng kiến của nhiều người và sự việc được quay lại bằng clip. Theo tìm hiểu, cha ruột của D và T là người nghiện rượu, còn mẹ bị bệnh tâm thần, đang hưởng trợ cấp xã hội. D và T trình bày muốn được sinh sống và làm việc ở chỗ làm hiện tại. Bản thân đây không muốn kết hôn với nam thanh niên nói trên và không muốn làm theo sự sắp xếp của cô ruột. Công an đang xem xét toàn bộ diễn biến vụ việc, hành vi của từng người để xử lý theo quy định pháp luật. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức rúng động trong cuộc sống.